Buổi hôm nay nói chung là cũng thoáng hơn mọi khi, bởi vì là mình cũng không được vào tự nhiên như mọi khi phải xếp hàng mới được vào. Có một đợt vào chỉ chắc là chỉ còn 30 người vào thôi, đứng đợi ở ngoài ấy, thì mình có là hơi sốt ruột thôi. Thế còn đi vào trong này thì thực sự là thoáng và cảm thấy là nó tĩnh hơn hẳn. Buổi sáng là cái lượng nó tương đối là ít ý, thì chúng tôi đóng một cửa để kiểm soát, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Nhưng mà đến gần giờ trưa thì lượng khách có tăng lên. Chúng tôi triển khai là hai cổng để mọi người được rửa tay sát khuẩn và kiểm soát cái khẩu trang tốt hơn. Lúc ấy mình bỏ ra thì cái hương nó vào mắt, nó cay quá, mình bỏ ra mình thở. Vẫn biết là mọi người rất là cái đề cao với Covid-19 này. Nhưng mà đây là cái truyền thống nên là mọi người, mình cũng thấy là mọi người cũng đeo khẩu trang, cũng giữ khoảng cách. Anh có đeo, đấy. Tuy nhiên là trước khi mà mình ngồi khấn ở đây thì mình sẽ bỏ ra một chút và xong mình sẽ dẫn luôn có những cái trách nhiệm riêng của bản thân.